Và cũng giống như chúng ta đang luyện cảm xạ đây là chúng ta không nên vội vã. Cứ bình thản thôi. Sư phụ nói thật lòng là ngày xưa sư phụ luyện tập, sư phụ chỉ nghĩ là sư phụ làm sao tìm hiểu hết cái con người của sư phụ thôi. Và đến mức độ bây giờ thì sư phụ mới thấy rằng là cái não sư phụ làm bốn việc một lúc mà. Đấy, hôm nay cho bạn Lan Anh vào mật tông và cầm thử một cái tay phải là cầm chuông chày, tay kia thì cầm chuông đôi kim cang. Hai tay cứ như là cái con lật đật ấy. Não có làm việc nổi đâu. Nhưng mà sư phụ bảo yên tâm, vì hôm nay là nhập môn rồi cho nên là chỉ cần một tuần nữa thôi là lại dẻo luôn. Nó là như thế. Cho nên là nhiều cái là chúng ta cứ bảo sao thông minh thế mà vẫn cứ bị người ta lừa. Thông minh gì đâu, đang dại, dại ơi là dại chứ thông minh gì. Rồi tham ơi là tham thì nó mới mất chứ. Cuộc đời không tham lấy đâu ra mất. Tất cả sự mất mát thầy tổng kết là 95% là tham. 2% hoặc là 2,5% đó là niềm kiêu hãnh thì cũng chết, nó cũng lừa cho. Rồi 2,5% là quá tin tưởng vào người khác. Còn đâu là 95% là tham thôi. Chả có cái gì cả. Đấy, cho nên là ngày xưa thầy mất nhiều thì ai chả mất cuộc sống mà. Tin người quá cũng dẫn đến thất bại. Mà khẳng định mọi mình quá cũng thất bại. Đó thì bây giờ chúng ta học cảm xạ rồi thì chúng ta có áo giáp và thanh kiếm của sư phụ cho rồi, luyện đi. Người ta binh lính thì người ta dùng thanh kiếm, còn mình chỉ cần mỗi con lắc vật chứng thôi. Với cái cảm xạ đồ là cái khiên đấy, cái khiên là cái để chống cái đâm vào đấy. Rồi cái kiếm là chính là cái con lắc vật chứng đấy. Sao không luyện đi để mà biết trước mọi việc đi. Đừng có kêu mình đau khổ làm gì. Và có những cái mình phải chấp nhận đau khổ, bởi vì mình sẽ hỏi về tâm linh cho chính mình luôn. Thầy nói thí dụ chúng ta cầm con lắc, chúng ta có thể hỏi được như sau: số phận của tôi giàu hay nghèo? Nào làm thử đi, tại sao không dám hỏi, tự hỏi. Và khi là con lắc báo là chúng ta giàu, đúng không, thì chúng ta lập một cái cảm xạ đồ là từ 0 đến 100 tuổi, ở giữa là 50 tuổi. Thế thì bao giờ thì tôi sẽ giàu? Bao nhiêu tuổi tôi sẽ giàu? Tại sao mình không dám biết chính mình đi nhỉ? Hay chưa? Hay, vỗ tay cái đã rồi thầy giảng tiếp cho mà nghe. Tại sao mình không ấy? Cho nên là mình còn trên tài của các thầy bói chứ. Tại sao mình lại không ứng dụng? Rồi thí dụ như là chúng ta đầu tư mua một căn nhà để đầu tư, để mua đi bán lại, đúng không? Hay là một miếng đất. Tại sao không cầm con lắc hỏi là nếu tôi đầu tư miếng đất này thì có lãi hay không? Thì mình sẽ phải biết luôn rồi chứ. Thế khi mà lắc nó báo là có lãi rồi thì mình lại phải hỏi là lãi bao nhiêu phần trăm? Thì chúng ta lại lập một cái cảm xạ đồ phần trăm. Thế là xong. Chứ đúng không ạ? Biết luôn còn đâu, biết tất biết tuốt thì còn đâu nữa. Thế rồi cuộc sống hạnh phúc gia đình, thầy nói thẳng luôn, nhiều người cứ nghi ngờ, ôi ông chồng này ông đi với gái, ôi bà vợ kia đi với trai, hỏi luôn người này có đi lòng thòng hay không, có quay bên phải không quay bên trái, biết liền cái gì đâu. Việc gì phải 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 cứ suốt ngày ở để trong đầu nghi vấn nhau, rồi phải đi theo nhau, rồi đủ mọi trò mọi chuyện, nào cái gì mất thì giờ, đúng không ạ? Thì thầy cho một cái kiến thức mà rất nó bổ ích. Rồi ăn uống cũng thế. Đây có một trường hợp này là ngày hôm nay là đệ tử Tuấn Nhật tôi kể chuyện. Hai đệ tử của tôi đi ăn cơm cơm bụi, cơm Bình Dân đấy, ở ở thành phố Hồ Chí Minh này này, ở ngay Nguyễn Văn Dung này này. Thế nhưng mà như thế này, cái quán cơm ấy là luôn luôn là chúng tôi ăn cả, tôi cũng ăn. Buổi trưa là tôi gọi một suất cơm ở đây ăn, rất đơn giản thôi. Thế nhưng như này, hôm đấy không có tôi chưa vào đây. Thì hai cậu đi với nhau, thì một cậu Tuấn Nhật và một cậu Nam đi với nhau.
Thì cậu Tuấn Nhật cậu bảo là tự dưng con thấy là cái con cá ngừ con không muốn ăn. Thì cậu Nam cậu ăn. Ăn xong biết thế nào không? Bị dị ứng toàn thân luôn. Nổi mề đay đỏ từ trên đầu đỏ xuống. Khủng khiếp luôn. Tí phải đi cấp cứu. Thế thì rõ ràng con cá ngừ nó phải có cái gì vào đấy chứ. Thế tại sao trước khi ăn không hỏi nào? Mà thầy dạy mãi rồi vẫn quên. Thấy chưa? Cho nên từ này đi chúng ta nhớ là kể cả ăn thì mình phải hỏi là đồ ăn này có bị tẩm thuốc không? Có thì lắc quay bên phải không, quay bên trái. Thì nếu mà lắc mà báo có một cái thì đừng có ăn. Thầy khẳng định là tránh được đấy. Thầy đã làm những cái việc mà tất cả những đại đệ tử của thầy đã làm ấy, thầy phải cho làm ấy, để hiểu. Thí dụ một người đang uống rượu ở một nơi rất xa nhưng mà bật video và thầy cho đây này, cho sư huynh Hoàng này này đo xem cái rượu người ta đang uống là bao nhiêu độ. Và chuyện này chuyện thật luôn nhá, là từ Hà Nội xem vào trong Lâm Đồng nhá, và đọc đúng cái rượu đại của cậu học trò đấy uống là 29 độ. Cậu ngã ngửa luôn, cậu sợ. Đấy là cậu toàn bánh ở Lâm Đồng, cậu sợ luôn, cậu bảo các sư huynh giỏi thật, tại sao lại biết được là cái rượu 29 độ. Đó, thì cậu có muốn muốn biết được như thế không? Xin mời luyện đi. Thầy cho hết kiến thức rồi mà. Đó. Chỉ có do chúng ta lười thôi nhá. Cố gắng lên. Tất cả mọi sự vội vã đều thất bại. Và muốn thành công thì phải quyết tâm và đi từng bước. Phát triển dần từ làm kinh tế đến nghệ thuật đến văn hóa xã hội. Không thể khác được. Trẻ khỏe, quyết tâm, yeah, đấy, phải hô thế mới thích. Rồi, chúc chúng ta ngủ ngon, hẹn chúng ta tối ngày mai. A Di Đà Phật, xin chào. Chúng ta hãy nhớ rằng là cuộc sống nó không phải là đồng tiền, mà cuộc sống cũng không phải chỉ cho riêng mình, mà cuộc sống nó sẽ còn cho rất nhiều người khác nữa. Nếu như ai hiểu được vấn đề này thì chúng ta sẽ đạt được một sự thành công rất nhanh, và chúng ta được sự bình an suốt cả một cuộc đời này. Và đến khi chúng ta chết, chúng ta cũng sẽ biết là chúng ta sẽ đi về đâu. Đó là cuộc sống thứ hai của chúng ta. Chúng ta nhớ rằng cuộc sống ở cõi ta bà chúng ta đang sống là một sự thử thách. Cho nên sự thử thách này chúng ta phải cố gắng mà vượt qua.